Nhưng mà lắp vào như này là cũng hơi liều đấy. Không biết là nó có cháy main của mình hay không. Xin chào các bạn. Các bạn muốn mua linh kiện PC với giá rẻ hoặc rất rẻ hoặc không thể tưởng tượng được thì hãy đến với PC Gaming, bởi vì chỉ có PC Gaming mới giúp các bạn thỏa mãn những yêu cầu không thể tưởng tượng được như vậy các bạn nha. Và hôm nay là một ví dụ như vậy nữa. Trên tay mình đang là một em VGA, nhưng với mức giá thật sự là không đâu có luôn. Chỉ 50k thôi các bạn nha. Cái này là mình mua của bạn là Nguyễn Hồng Hải này. Đấy, bạn là tít trong thành phố Hồ Chí Minh ấy. Thì tất nhiên là 50k thì cũng phải có giá của nó thì mới được như vậy. Bởi vì mình chưa biết là nó sống hay chết. Nhưng nếu như nó sống thì nó sẽ thuộc về anh em. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với chi tiết em VGA 50k là gì các bạn nha. Các bạn lại gần đây. Ok các bạn nha, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở hộp em VGA của chúng ta. Đấy, nguyên đai nguyên kiện này. Ta sẽ mở ra xem nó là cái gì nhá. VGA của chúng ta đây các bạn này, bạn ấy bó trong một cái giấy được bấm kim rất là cẩn thận luôn. Ta sẽ xem VGA của chúng ta là gì. Ây chà. Ây à, VGA của chúng ta đây các bạn nha. Ui giời, tuột cả dây cắm quạt rồi các bạn ạ. Đấy, đây là em Quadro với DVI này, DisplayPort này. Cổng chân vẫn còn rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, hơi gì gì một chút xíu thôi, nhưng em này bé hơn cái con Quadro 5000 hôm trước tương đối. Con này bé xíu xíu à. Nhưng mà mạch mình nhìn thấy ở đây là thấy nó vẫn còn khá là đẹp các bạn nhé. Đấy, chưa thấy có dấu hiệu gì cả. Đằng sau đây, đằng sau của chúng ta, ui, chỗ này là bẩn thôi các bạn ạ. Đây, hơi xấu một tí, tương đối là bẩn này. Két vào tận đây này. Đấy, đây là heavy round này, có cả tem này. Tem này như kiểu tem của FPT này các bạn này. Đấy, yeah. Ui giời ôi. Ây trời ơi, các bạn nhìn cái gì đâu. Ui giời ơi, vết này là vết cháy rồi. Cháy rồi thì còn làm ăn gì nữa các bạn. Ây trời ơi, liệu có hy vọng gì không hả các bạn. 50k quả này được cái xác rất cao rồi. Cháy ở đây nó có xuyên ra đây không. Ui giời. Hai mặt như nhau các bạn ạ. À không, nhưng mà không sao các bạn. Mình thấy hình như nó ở đây nó là con tụ thôi. Đấy, cháy con tụ như này thì nhiều khi nó vẫn còn chạ lên đấy các bạn ạ. Ai da, ai da, con này không biết là con gì. Ô, Quadro 2000 các bạn ạ. Quadro 2000 với giá 50k nhưng mà lại bị cháy mất một miếng ở dưới này rồi. Đây là hy vọng rất cao là chúng ta sẽ mua được cái xác chứ không phải được con VGA các bạn ạ. Ấy, mấy hôm trước còn thơm thơm, hôm nay là thấy mùi khét rồi. Thôi cứ qua cứ lắp vào đã các bạn nha. Nhưng mà lắp vào như này là cũng hơi liều đấy. Không biết là nó có cháy main của mình hay không. Thôi, chúng ta cứ thử các bạn nha. Ok, đây các bạn nha. Mình vẫn là liều cắm nó vào con main Z370 của mình nha các bạn. Ấy chà, pha liều này không biết là chúng ta có ăn gì không. Hay là lại vỡ mồm các bạn nha. Bốc khói rồi này. Cháy sẵn rồi nha, bây giờ chúng ta sẽ thử nha. Theo các bạn thì liệu nó có bốc khói không. Chúng ta sẽ thử nhá. 2... 3. Bốc khói không? Ơi chưa thấy bốc khói. Vẫn đang chạy các bạn ạ. Ê, liệu có lên không? Lên, màn hình lên. Có hình không? Bởi vì sáng trưng rồi các bạn ạ. Nhưng mà không có hình. Nó bằng láo lỗi ở VGA đấy các bạn này. Ây da. Một phát cháy ở đây. Đấy, nhưng mà không bốc khói lên lần nữa các bạn nhé. Ây chà. Chỉ không lên thôi. Ây chà. Thôi chúng ta cứ thử phát nữa là sang cổng DisplayPort xem nó có lên không nhá. Ok các bạn nha, chúng ta sẽ thử vận may lần cuối với cổng DisplayPort. Bởi vì cái trái này này, đấy, nó sát với cổng DVI đấy, nên là khả năng rất cao là biết đâu nó lại lên được ở trên cái cổng DisplayPort này. Chúng ta sẽ thử phát nữa nha. Đó, 2, 3 nào. 2, 3. Chạy rồi. Lên không? Chưa thấy gì các bạn ạ. Bật phím lên. Không thể có hình đâu cả các bạn ạ. Ôi giời ơi. Tối đen như mực rồi. Thôi 50k này là được cái xác rồi. Thực ra 50k này không phải tiền con VGA đâu. Mà là tiền ship ấy các bạn. Bạn ấy chắc là biết trước là cháy rồi đâu. Mà bạn ấy không lấy tiền con VGA này. Bạn ấy chỉ để tính tiền ship thôi. Nói chung là không phải lúc nào rẻ cũng thơm các bạn ạ. Lần này thì chúng ta được cái xác các bạn nhá.
Hẹn anh em ở lần sau để có giá siêu rẻ rồi. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.